Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cuộn cơm sushi tại nhà ha. Ở nguyên liệu chúng ta có rong biển nè. Cơm là mình phải lấy cái gạo dẻo thơm ha. Rồi có đậu que nè, cà rốt nè, xúc xích, trứng và thanh cua. Rồi sau đây chúng ta sẽ bắt đầu ta cuộn vô ha. Đó, đậu nè, cà rốt, đậu que, tiếp tục. Rồi tiếp theo là trứng ha. Rồi tiếp tới là thanh cua nè. Rồi cuối cùng là xúc xích. Rồi sau đó chúng ta sẽ cuộn cơm lại. Nó cũng nhớ là cuộn thật là chặt vào. Cuộn chặt cái thanh sushi mà nó chắc lúc mình cắt ra nó không có bị bể. Cuộn vô. Rồi đó chúng ta sẽ nén lại, nén chặt vô. Rồi ta đã thanh sushi rất là tròn đẹp. Đó chúng ta sẽ dùng cơm để chặn cái nhân lại, nó cắt nó không bị bể ra. Ném vô, gọn vô. Đó. Rồi đầu bên này cũng vậy. Xíp vào lần nữa. Rồi, như là ta đã hoàn thành xong một thanh sushi. Chúc các bạn thành công. Ai muốn học liên hệ với thầy. Xin chào.